đại gia đình của Chúa, cộng đoàn về La Vang. Chúng ta hợp ý trong thánh lễ này tạ ơn Chúa vì vinh và đồng ngân cho La Vang, cho chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho quê hương chúng ta và cho giáo hội cũng như cho cả thế giới. Chúng ta tiếp tục xin Chúa luôn đổ hồng ân của Ngài trên mỗi người chúng ta để cho chúng ta được gần gũi ơn của Chúa hơn. Và trong tâm tình tạ ơn thì cao đoàn Đức Mẹ La Vang cũng mừng một màn, cũng là mừng một dịp kỷ niệm đặc biệt 25 năm thành lập cao đoàn, và cũng tạ ơn Thiên Chúa đã dẫn đưa cao đoàn tới giây phút này được lớn mạnh, và dùng lời ca tiếng hát của mình để tạ ơn Thiên Chúa và ca tụng Ngài cho cộng đoàn chúng ta. Chúng ta cũng xin Chúa trong thánh lễ này cho cao đoàn được niềm vui trong tinh thần phục vụ. Và chúng con cũng xin đón chào cha Phaolô Linh Thân và đương nhiên là cha Quán cũng tới đây đồng thế để mà mừng lễ tạ ơn cùng với cả đoàn của chúng ta. Và giờ đây thì xin ra trở thành một điểm thánh, chúng ta đã thương hối lỗi lầm của chúng ta đổi phạm lỗi với Chúa và tha nhân. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn Chúa, chúng con cầu nguyện Chúa,
Chúa toàn năng, ước gì ân sủng Chúa vừa mơ được cho chúng con đi, vừa đồng hành với chúng con luôn mãi. Để chúng con sốt sắng thực hành những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, nâng hẳn sâu và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần nên muôn thuở muôn đời. Amen. Ông Tha An Man trở lại gặp người Thiên Chúa và tuyên xưng Đức Chúa. Lời Chúa trong sách của vua Nguyễn Thứ Hai. Thời ấy, ông Tha An Man, tướng chỉ huy quân đội của vua nước Aram, mắc bệnh phong phổi. Vậy, ông xuống dìu mình 7 lần trong sông Jordan. Theo lời ông Elisa, người của Thiên Chúa, gia đình ông lại trở nên như cha một trẻ. Ông đã được sạch. Cùng với đoàn tùy tùng, ông trở lại gặp người của Thiên Chúa. Ông vào đứng trước mặt ông ấy và nói: Nay tôi biết rằng trên khắp mặt đất không đâu có Thiên Chúa ngoại trừ ở Israel. Bây giờ, xin Ngài vui lòng nhận món quà của tôi tớ ngày đây. Ông Elisa nói, có Đức Chúa hằng sống là đấng tôi phục sự. Tôi thề sẽ không nhận gì cả. Ông Naaman nài ép ông nhận, nhưng ông vẫn từ chối. Ông Naaman nói, nếu Ngài từ chối, thì xin cho phép tôi tới lại đây, mang về một số đất vừa sức hai con ngựa chở. Vì tôi tới Ngài sẽ không còn dân lễ toàn thiêu và nghi lễ cho thần nào khác ngoài Đức Chúa. Đó là lời Chúa. Amen.
ta sẽ cùng hiển thị với Đức Kitô lời Chúa trong thư thứ hai gửi Thánh Phaolô công đồ gửi Timôthê. Anh thân mến, anh hãy nhớ đến Đức Giêsu Kitô, đấng sống lại từ cõi chết, đấng xuất thân từ dòng dõi David. Nhưng tôi vẫn nói trong tin mừng, tôi lo lắng vì tin mừng ấy, tôi chịu khổ, tôi còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích. Bởi vậy, tôi cam chịu mọi sự để nuôi ích cho những người Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt ơn ơn cứu độ trong Đức Kitô Giêsu và được hưởng vinh quang muôn đời. Đây là lời đáng tin cậy. Nếu ta cùng chết với người, ta sẽ cùng sống với người. Nếu ta yên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với người. Nếu ta chối bỏ người, người cũng sẽ chối bỏ ta. Nếu ta không trung tín, người vẫn một lòng trung tín, vì người không thể nào chối bỏ chính mình. Đó là lời Chúa. Không những chỉ cho người được cảm ơn, nhưng mà
người cảm ơn Đức. Bởi vì sống trong cái ân tình tạ ơn, chúng ta cảm thấy chúng ta hạnh phúc và tràn đầy niềm vui. Bởi thế cảm ơn chúng ta phải luôn luôn có được sự tạ ơn trong bất cứ những gì chúng ta làm. Bởi vì tất cả những gì chúng ta có, kính thưa bà và chị em, và chính sự hiện diện của chúng ta đều là món quà của Thiên Chúa trao ban cho con cái của người. Thiên Chúa trao ban chúng ta một cách nhưng không, và Ngài trao ban bằng nhiều hình thức, có thể cho chúng ta thẳng như chúng ta sự sống, và cho chúng ta những món quà đó qua những người chung quanh chúng ta. Chúng ta đón nhận những gì chúng ta có. Chúng ta phải nhớ đâu là nguồn gốc của những ơn mà chúng ta đón nhận, những món quà chúng ta có được. Cùng tiếp chính là Thiên Chúa nhân từ và đại lượng, Ngài đã cho ban cho chúng ta tất cả. Nhiều người khi chúng ta đón nhận những món quà, chúng ta dừng lại cái sự tri ân ngay món quà đó mà thôi, hoặc có những người trực tiếp đưa cho chúng ta mà thôi. Chúng ta có thể nói những gì tôi có là của gia đình tôi, của cha mẹ tôi cho tôi không phải tạ ơn ai hết, tại vì cha mẹ tôi làm việc vất vả cho tôi được cái gia tài này. Hoặc là số tôi may mắn, tôi chỉ có mua cái số và trúng số, tôi may mắn, cho nên đó là cái hay của tôi, cái hay của tôi không cần tạ ơn ai. Những người mà sống không có tâm tình tạ ơn thì con người đó sẽ không có được hạnh phúc tràn đầy và niềm vui cần có được trong cuộc đời của con người. Kính thưa bà và anh chị em, tâm tình tạ ơn của người chúng ta cần phải có, không chỉ trong ngày dịp lễ tạ ơn mà chúng ta mừng với đất nước chúng ta đang sinh sống mà thôi, nhưng mà chúng ta phải có tâm tình tạ ơn mỗi giây phút trong cuộc đời của chúng ta. Ít nhất là khi chúng ta thức dậy ban sáng, một ngày mới, một sự bắt đầu, để chúng ta sống trong ơn nghĩa của Chúa. Chúng ta phải tạ ơn Chúa cho chúng ta được sống, được thức dậy để đón chào ngày mới. Chúng ta phải tạ ơn Chúa cho chúng ta những ngày đêm phút sắp tới để chúng ta sống cho có ý nghĩa. Và chúng ta phải trao dâng những ngày đó, món quà mà Thiên Chúa trao ban chúng ta trong bàn tay của Thiên Chúa để Ngài dẫn đường và giúp cho chúng ta sống cho những giây phút tốt đẹp và ý nghĩa trọn vẹn trong ngày hôm đó. Để rồi những gì chúng ta làm trong suốt ngày, chúng ta tạ ơn Chúa cho chúng ta cơ hội, chúng ta khả năng, chúng ta điều kiện để chúng ta làm những gì chúng ta muốn làm. Với tâm tình tạ ơn, chúng ta phải luôn có được trong con người của chúng ta. Để rồi khi chúng ta ăn miếng ăn, mặc dù ở nơi công sự, chúng ta cần tạ ơn. Và khi nói tạ ơn là làm dấu xin làm Chúa ban phép cho chúng ta của ăn, chúng ta có thật sự tạ ơn chúng ta một cách công khai hay không? Chúng ta có dám làm dấu thánh giá để mà chúng ta làm dấu trước khi ăn, để rồi chúng ta nói lên cho mọi người biết là chúng ta tạ ơn Thiên Chúa cho món quà chúng ta đang hưởng dụng. Những giây phút, những cơ hội chúng ta tạ ơn Thiên Chúa, dấu kín hoặc là công khai, chúng ta phải làm cách tự nhiên và không lo sợ gì hết vì mọi người chúng ta đang nhìn thấy. Chúng ta phải cần cho họ biết ơn của Chúa trong đời của chúng ta. Và rồi khi chúng ta sau một ngày trước khi đi ngủ, chúng ta có nhớ để tụ họp nhau lại với gia đình, vợ chồng, con cái để tạ ơn Thiên Chúa trong ngày qua hay không? Hay là chúng ta tất bật bận rộn cả ngày, để rồi khi chúng ta đi ngủ, chúng ta không có thời gian để tạ ơn Thiên Chúa trong ngày Ngài đã trao ban cho chúng ta. Tâm tình tạ ơn chúng ta cần phải có mỗi giây phút và mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta. Kính thưa bà và chị em, bởi vì những gì chúng ta có, chính Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Chúng ta học hỏi cái tâm tình tạ ơn tuyệt vời và hoàn hảo nhất nơi Chúa Kitô. Và Ngài đã tạ ơn Thiên Chúa Cha bằng cách nào? Kính thưa bà và chị em, Ngài đã tạ ơn Thiên Chúa, Thiên Chúa Cha bằng cách hy sinh mạng sống của Ngài trên thập tự giá. Và đã đổ máu đào hy sinh mạng sống của Ngài để tạ ơn Thiên Chúa để thực hiện
thị thánh ý của Thiên Chúa Cha. Và qua cái sự hy sinh mạng sống của Ngài, Ngài đã trao ban cho chúng ta một cái bài học, một tâm tình tạ ơn tuyệt đối. Và qua đó Ngài đã rất quý tín thánh thể, để rồi chúng ta có điều kiện, có cơ hội tạ ơn Thiên Chúa Cha cùng với Ngài mỗi lần chúng ta tham gia thánh lễ, mỗi lần chúng ta cử hành quý tín thánh thể. Chúng ta được kêu mời với tâm tình tạ ơn kết hợp với Chúa Kitô. Quý Chúa đã hiến thân của mình để tạ ơn Thiên Chúa Cha, thì chúng ta phải phó dâng tất cả con người của chúng ta trong thánh lễ mà chúng ta tham gia mỗi Chủ nhật hoặc là mỗi ngày chúng ta có điều kiện tham dự thánh lễ, với tâm tình là chúng ta hiến dâng con người của chúng ta, tất cả những gì chúng ta có, trở nên một với mùa lễ toàn tiêu là Chúa Kitô, để dâng lên Thiên Chúa Cha. Ước gì mỗi khi chúng ta được nhiệm vụ tới tham dự thánh lễ, bất cứ hoàn cảnh nào, Chủ nhật hay là dịp lễ nào, thì chúng ta cũng mang tâm tình tạ ơn đó đến trước Thiên Chúa tối cao. Và luôn luôn nhớ rằng Ngài trao ban cho chúng ta để chúng ta dùng những cái gì Ngài ban cho chúng ta làm sáng lên Thiên Chúa và làm cho lợi ích của người chung quanh chúng ta. Chúng ta đừng dừng lại cái tâm tình tạ ơn ngay món quà hoặc những người trực tiếp trao ban cho chúng ta mà thôi, nhưng mà chúng ta phải đi xa hơn nữa tới nguồn gốc của những ân sủng đó. Trong bài phúc âm ngày hôm nay, chúng ta được nghe người phục hồi được chữa lành, và trong đó có người ngoại đạo, mà chỉ có người ngoại đạo trở về ca ngợi Thiên Chúa và tạ ơn Chúa Giêsu mà thôi. Mặc dù Chúa Giêsu hỏi những người kia ở đâu, họ không được chữa lành, nhưng mà chúng ta thấy khi chúng ta chuyển về bài phúc âm này thì chúng ta thấy cũng hơi là tại sao Chúa hỏi như vậy. Thì Chúa nói là đi trình diện cho các tư tế mà, thì họ là người chữa lành thì họ phải đi trình diện như các tư tế để mà được công nhận trở về sinh hoạt đời sống tôn giáo thờ phượng Chúa trong cộng đồng đức tin của họ. Thì họ đang theo cái lời hướng dẫn của Chúa Giêsu trở về với cộng đoàn nhân Chúa, trở về giáo hội. Nhưng có thể vì ý nghĩa Chúa Giêsu hỏi như vậy, thì có thể họ chỉ theo cái phương cách mà trở về với cộng đoàn nhân Chúa mà thôi, nhưng mà họ không đi xa hơn nữa là với tâm linh tạ ơn người duy nhất chính là Thiên Chúa. Họ có thể trở về cộng đoàn nhân Chúa, trở về gia đình của người ta, nhưng mà họ không có ban tâm tình tạ ơn đích thực mà Chúa Giêsu mong muốn, là trở về với Thiên Chúa, tạ ơn Thiên Chúa. Chúng ta cũng vậy, nhiều khi chúng ta đón nhận những món quà, chúng ta chỉ biết cảm ơn người cho chúng ta mà thôi, mà chúng ta không biết tạ ơn Thiên Chúa. Ước gì dịp lễ này nhắc nhở cho chúng ta cái sự quan trọng của việc tạ ơn. Và ước gì mỗi người chúng ta, đặc biệt cha mẹ trong gia đình, biết dạy dỗ cho con cái, biết tạ ơn Thiên Chúa, biết tạ ơn, cảm ơn nhau và nói lên lời cảm ơn khi chúng được giúp đỡ những việc gì, hoặc là đón nhận những món quà trong cuộc sống của con cái chúng ta. Con lại gặp nhiều người, nhiều gia đình tới nhà chơi, thì lúc con cái lúc nào mà cha mẹ cho cái gì hay là giúp cái gì là con thấy 99% và 90%, 90%, ít nhất 90% là cha mẹ luôn nói con nói gì, what do you say, để lúc con cái với thank you hoặc là cảm ơn, mà nó không nói liền. Con cái chúng ta được nuôi dưỡng lớn lên như vậy đó, thì thương cảm làm chị em nghĩ rằng con cái là phải được đón nhận thương ngôn những gì chúng ta được đón nhận, là có bổn phận những người khác phải trao ban cho chúng ta. Con cái trong gia đình chúng ta phải biết rằng chúng ta là con cái, cha mẹ có bổn phận nuôi dưỡng chúng ta, nhưng chúng ta phải có lời tri ân, nói lên lời cảm ơn, và không chỉ nói lên lời cảm ơn mà thôi, mà chúng ta phải làm những gì chúng ta có thể làm được để cho cha mẹ chúng ta vui vẻ, những người giúp cho chúng ta được vui vẻ và hài lòng.
Nếu chúng ta để cho con cái chúng ta lớn lên trong tâm tình không biết tạ ơn, thì chúng sẽ lớn trở thành những người lớn không có tâm tình tri ân đối với ai hết, và luôn luôn sống ích kỷ cho bản thân của mình mà thôi. Để rồi những món quà Thiên Chúa cho ban cho chúng ta không biết dùng để làm sáng danh Chúa và san sẻ với những người thiếu kém hơn. Trong dịp tạ ơn này, chúng ta xin Thiên Chúa cho chúng ta biết nhìn xa hơn đâu là nguồn gốc của những món quà chúng ta đón nhận được, và chúng ta phải nhận thức rằng những gì chúng ta có chính là do Thiên Chúa trao lại. Chúng ta hãy dùng những món quà đó cho thật ý nghĩa, để mọi người chúng ta cùng nhận thấy lòng nhân từ và tình yêu của Thiên Chúa trao ban không những cho những người giàu có khỏe mạnh mà thôi, nhưng mà Chúa cũng trao ban rất đặc biệt cho người nghèo hèn, yếu đuối, và sự thương yêu và việc làm tại của mỗi người chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa.
biết lại sạch bệnh phong cùi thiêng liêng này bằng bí tích giải tội. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa lắng nghe chúng con. Trong dịp lễ bổn mạng của cả đoàn, ngày La Vang chúng ta cũng xin Chúa ban cho tất cả thành viên gia đình của họ được càng ngày vui sức khỏe và hạnh phúc trong một vụ ca hát và hướng thiện Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa lắng nghe chúng con. Lạy Chúa, biết bao sự chúng con mới tạ ơn Chúa cho thân sinh với tình thương hài hạ của Chúa. Xin cho chúng con biết cố gắng để đáp phần nào tình thương ấy bằng chính đời sống mang ai yêu thương và tâm tùy phục vụ tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã tan thật mọi sự trong vũ trụ, đã sắp đặt cho thời gian thay đổi tuần hoàn còn loài người. Chúa đã dựng nên dòng hình ảnh Chúa và bắt mọi sự kỳ diệu quy phục loài người để họ thay quyền Chúa, thông trị mọi loài Chúa đã sáng tạo và luôn ca tụng Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa đã làm. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, bởi vậy trong thi cử hành lễ hân hoan này cùng với toàn thể thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng với mình và mau con Chúa
nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên vua lê muôn đời dâng tin Chúa, để chúng con được thờ hương gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là Đức Trinh Nữ Maria Đức Thánh, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và toàn thể các thánh hiền huynh. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin vua lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội Thánh Chúa trên đường lưu thư truyền giảng được vững mạnh trong đức tin và đức mê. Cùng với tôi tới Chúa là Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước con nhà Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương hoàn tục mọi con cái Cha đã tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã đi trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng huyết thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa khỏi thế. Xin thương nhận hết thảy vào miếu Cha nơi chúng con hy vọng sẽ tới, để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha đồng ban mọi ơn lành cho thế gian. Xin nhờ người với người và trong người và mọi dân dư và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lên Chúa Kinh Thế và theo thể thêm người dạy, chúng ta giáp miếng rằng lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sáng, nước Cha trị nên, ý Cha về dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ oan nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chúa tan rồi, nhưng đưa chúng con cho vào sự dữ. Lạy Chúa, xin thương chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin ai thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Chúa rộng lòng thương cứu dung, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên hoạn. Đang khi chúng con mong đầy niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô nâng cứu độ chúng con.
chúng con lại xin Chúa cho chúng con được chia sẻ trước khi là con thua với người, người hàng xóm và nhân tri muôn đời. Amen. Xin mời công đoàn của chúng ta. Kính thưa bà Ban Chị Thánh Thế, trong tâm tình tạ ơn, phải nói là một hình thức của chúng ta nói lên lời tạ ơn với ý nghĩa là chúng ta tham gia vào cái sinh hoạt của đoàn của giáo xứ và đóng góp những cái gì chúng ta có thể làm được, bởi vì chúng ta đón nhận từ Chúa quá nhiều rồi. Thực tế là trong cái sinh hoạt của đoàn chúng ta là chúng ta sắp có một cái buổi tiệc như là để mà lạc quên giúp cho quỹ sinh hoạt của cộng đoàn giáo xứ chúng ta. Thứ nhất là những sinh hoạt mà chúng ta có chẳng hạn như là lễ truyền thống Tết Nguyên Đán là chúng ta tổ chức rầm rộ ăn uống thoải mái khỏi phải mua vé, không phải là bà con lý do là chúng ta có được những cơ hội như vậy, điều kiện như vậy là tại vì sự đóng góp của tất cả mọi người. Thì chúng con cảm ơn tất cả mọi người đã rộng lượng đóng góp cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta trong thời gian qua, và trong dịp này thì cũng hy vọng là mọi người vẫn tiếp tục đóng góp những gì chúng ta có thể làm được. Thực tế là mua vé để mà tham dự những buổi tiệc ăn tiệc La Vang vào ngày 22 tháng 10 này, cho tới bây giờ thì chúng ta bán được khoảng chừng 30 mấy bàn thôi, hoặc khoảng chừng 10 mấy bàn nữa. Xin mời mọi người cùng nhau đến tham dự để sinh hoạt chung với nhau, và qua đó chúng ta cũng đóng góp lại những gì chúng ta nói về việc Thiên Chúa. Và những ai mà không thể đi được thì có thể đóng góp để giúp cho quỹ sinh hoạt cộng đoàn, cũng như là giúp cho giáo xứ để trả nợ cho cái hội trường mà chúng ta vừa mới xây xong, cũng như là sắp phải đóng góp vào cái chương trình xây dựng trường trung học Holy Cross nữa. Giáo xứ chúng ta phải đóng góp nhiều trong cái công trình này. Thì nếu mà đóng góp được gì thì mọi người xin cứ tự nhiên, và ai muốn đóng góp các hiện vật để mà bán đấu giá trong buổi tiệc đó thì cũng xin liên lạc với những anh chị em sau thánh lễ. Và trong cái buổi dịp lễ tới này thì con cũng xin cảm ơn tất cả mọi người thương yêu giúp đỡ con trong thời gian qua sinh hoạt của cộng đoàn giáo xứ của chúng ta. Sự thương yêu và đóng góp của mọi người là cho con có niềm vui để mà chú toàn cái bổn phận phục vụ của con các hy vọng là tốt đẹp theo thánh ý của Chúa. Và cũng là chúng ta cùng cảm ơn nhau vì chúng ta đã lớn tăng trưởng lớn mạnh, và cảm ơn Chúa cho cả đoàn có hiệu lực tuyệt vời 25 năm thì Chúa đã ban nhiều hồng ân. Giờ đây thấy hơi bị đông mà hát hơi bị hay, thành ra đây chúng ta cảm ơn Chúa cho các đoàn một chút cũng muốn hoàn toàn. Và cộng đoàn chúng ta cảm ơn quý cha là luôn luôn ưu ái tình tuổi với cộng đoàn chúng ta và những dịp lễ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
cảm ơn chị trưởng ban đại diện chị Oanh cũng như là các đoàn cũng như tất cả các đoàn đã thân yêu con. Xin tiếp tục công việc để được sống thêm ít nhất là vài năm nữa để mà ca ngợi Chúa và phục vụ mọi người. Xin cảm ơn. Chúa cùng anh chị em. Yeah.